Công an bắt quả tang thanh niên 18 tuổi bán ma túy trong quán karaoke Út An 5 TP. Bến Tre, sau đó phát hiện thêm 4 tiệc ma túy trong khu vực kinh doanh của quán này. Ngày 21 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thiện, 18 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, H. Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, đồng thời lập hồ sơ xử lý 23 người dương tính với chất ma túy bị phát hiện cùng với Thiện vào rạng sáng cùng ngày tại quán karaoke Út An 5 TP. Bến Tre, theo đó, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang Nguyễn Chí Thiện đang bán một gói ma túy dạng ketamin cho khách với giá 900.000 đồng tại phòng H số 8, quán karaoke Út An 5 KP, Bình Khởi P, 6 TP, Bến Tre. Qua làm việc, Thiện khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người ở TP, Bến Tre để sử dụng và bán kiếm lời. Tiến hành kiểm tra các phòng hát số 4, 7, 8, 9 của quán karaoke Út An 5, lực lượng chức năng phát hiện có 35 người đang hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Test ma túy nhanh số người này, kết quả có 23 người cả nam lẫn nữ cho kết quả dương tính. Trước đó, hệ thống karaoke Út An tại TP, Bến Tre đã từng bị Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang nhiều tiệc ma túy trong khu vực kinh doanh.